có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, để nói lên truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Và từ năm 1982, ngày 20 tháng 11 chính thức trở thành ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Đây trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và nghề dạy học cao quý. Vì vậy, khi tháng 11 về, tất cả những thế hệ học sinh lại bồi hồi nhớ về các thầy giáo, cô giáo với một lòng biết ơn sâu sắc. Tất cả các trường học, các em học sinh trên cả nước đều thi đua học tốt, dạy tốt để tập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hòa chung với khí thế tưng bừng phấn khởi của ngành giáo dục cả nước, kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, thực hiện kế hoạch năm học và sự đồng ý của Đảng ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình. Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Giang phối hợp với trường mầm non Xuân Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Cùng dự với lễ kỷ niệm ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo huyện, cơ quan phụ trách xã, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, phụ trách xã Sơn Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Hồng Lan, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Quang Bình, phụ trách xã Sơn Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về phía đại biểu xã, tôi xin trân trọng sự hiện diện của đồng chí Hoàng Thị Thao, Phó Bí thư, Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lý Văn Ba, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, cùng các đồng chí trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan ban ngành xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn bản xã Sơn Giang, hội nghệ nhân Sơn Giang, chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, quý thầy cô giáo nguyên là giáo viên của trường đã nghỉ hưu qua các thời kỳ của hai trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Phía thường trực hội cha mẹ học sinh, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Long, hội trưởng hội cha mẹ học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Giang, cùng các đồng chí trưởng ban, phó ban đại diện cha mẹ học sinh của hai trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí trong ban giám hiệu của hai trường, toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai trường và hơn 800 em học sinh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Sơn Giang sẽ lên đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và kết quả nổi bật của hai trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Sau cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và các chính sách đối với các nhà giáo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ban hành quyết định số 167, lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua 41 năm, ngày 20 tháng 11 trở thành ngày truyền thống hàng năm, đây cũng là dịp để gặp mặt các thế hệ nhà giáo để ôn lại những kỷ niệm trong sự nghiệp chồng người, là dịp để biểu dương khen thưởng những thành tích của các thầy cô giáo, các em học sinh hưởng ứng bằng các hành động to lớn, tỏ lòng biết ơn, tri ân các thầy cô giáo cố gắng học tập tu dưỡng phẩm chất, năng lực, kỹ năng cần thiết của người học sinh. Các bậc phụ huynh, các cấp ủy chính quyền địa phương cũng nhân dịp này tổ chức thăm hỏi, động viên các quý thầy cô giáo làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ nhằm tôn vinh thầy cô, tôn vinh nghề dạy học. Kính thưa toàn thể buổi lễ, cùng với sự nghiệp của ngành giáo dục tỉnh Hà Giang và cả nước nói chung, hai trường mầm non và trường tiểu học trung học cơ sở Xuân Giang có bề dày lịch sử, đóng trên địa bàn xã Xuân Giang, có truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, là cái nơi đào tạo ra các thế hệ lãnh đạo chủ chốt các cấp,
Hiện nay xã nhà đang từng bước đổi mới là xã đạt tiêu chí đô thị loại 5, xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023, các nhà trường có nhiều hoạt động thi đua lập thành tích như thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học xanh sạch đẹp thân thiện, an toàn, xây dựng lớp học kiểu mẫu nâng cao chất lượng, xây dựng khu thể chất học đường, mô hình hoa tường vi, xây thi đồ dùng tự tạo, thi văn nghệ thể dục thể thao gắn với việc bảo tồn văn hóa và bài trừ hủ tục lạc hậu để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Quang Bình vào tháng 12 năm 2023. Đối với trường mầm non, hiện nay có 39 cán bộ giáo viên nhân viên trên 19 nhóm lớp và 414 trẻ đã và đang tích cực thi đua sôi nổi, có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, có nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp, bé chăm, bé ngoan, tập thể nhà trường đạt lao động tiên tiến cấp huyện. Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở, hiện nay có 28 lớp trên 815 học sinh, cùng 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên có bước chuyển mình mạnh mẽ, tập thể nhà trường luôn đoàn kết đổi mới sáng tạo, nỗ lực hết mình xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh và đạt được một số thành tích đáng tự hào, như có nhiều thầy cô, giáo tiêu biểu, nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đặc biệt đã có một học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia thi tiếng Anh trên mạng Internet. Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt lao động xuất sắc cấp tỉnh và 2 năm liền đạt cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa các toàn thể các đồng chí, có được kết quả như trên là nhờ có sự lãnh đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo huyện, cấp ủy, chính quyền xã, phòng giáo dục đào tạo, các hội ngành đoàn thể cùng sự ủng hộ chung tay của các cấp, các ngành, thôn bản, các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đặc biệt là sự quyết tâm cao, sự đồng lòng chung sức đoàn kết của chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của hai nhà trường, sự nỗ lực hiếu học vượt khó của các thế hệ học sinh. Thay mặt ban giám hiệu hai nhà trường, tôi xin được bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các thế hệ thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh đã nỗ lực xây dựng cho hai nhà trường trong thời gian qua. Và chúng tôi xin được hứa quyết tâm tiếp tục xây dựng các nhà trường đoàn kết, vững mạnh, đạt được nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới. Có thể tự hào rằng đối với Xuân Giang chúng ta, hai nhà trường, trường mầm non và trường tiểu học, trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ở Xuân Giang đã đóng góp rất nhiều cho kết quả chỉ tiêu hoàn thành của ngành giáo dục huyện nhà. Và cũng tự hào nói rằng đối với Xuân Giang chúng ta thì các trường đều là đạt chuẩn. Và chỉ tiêu của huyện thì đến hết năm 2023 này thì chúng ta phấn đấu đạt 80% là trường đạt chuẩn. Được những kết quả như này cũng là sự cố gắng nỗ lực hết mình đấy, của các thầy cô giáo qua các cái thế hệ, đặc biệt là những phụ huynh đã có những cái tinh thần đóng góp xây dựng cho nhà trường, rồi chăm lo đến cái điều kiện học tập tốt nhất cho các cháu học sinh, có môi trường học tập tốt nhất. Và trường tiểu học, mầm non và trung học cơ sở của Xuân Giang thì cũng là một môi trường đáng để cho các nơi về học tập. Thì trong đó có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành của xã Xuân Giang. Chúc mừng cho các thế hệ thầy cô giáo qua các thời kỳ, và đặc biệt là các thầy cô giáo hiện đang công tác xây dựng ngôi trường của hai trường của chúng ta trên địa bàn xã Xuân Giang luôn có sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và có nhiều cái cống hiến đóng góp đấy, cho kết quả của ngành giáo dục của xã Xuân Giang.
nghề bụi phấn dính đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây trên đất, lại nở cho đời những đóa hoa thơm. Lời thơ như vang vọng trong tâm hồn của mỗi con người. Khi sinh thành, cha mẹ đã cho em hình hài, cho em giọt sữa mát lành và nuôi em lớn lên. Rồi cuộc đời lại bước sang một trang mới, chị em cấp sách đến trường. Em gặp những người thầy, người cô, như người cha, người mẹ thứ hai của mình. Đây là dòng sữa ngọt, chính là nguồn tri thức mà thầy cô đã dành cho em. Thầy cô là những người đã dạy cho em những nét chữ đầu tiên, dạy em biết đọc, cho em những bài học quý giá. Tri thức chính là hạt giống mà thầy cô đã ươm mầm trong trái tim của mỗi người học trò. Cây có đơm hoa kết trái, quả có chín ngọt hay không, chính là nhờ sự dạy dỗ ân cần của thầy cô. Nhân dịp 20 tháng 11, em xin được kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy nhiệt huyết, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, trong người của mình. Trong ngày hội của ngành giáo dục hôm nay, ngày mà toàn thể xã hội dành những tình cảm yêu quý nhất và trân trọng nhất tới chúng tôi, những người đang trực tiếp làm công tác giáo dục, là một nhà giáo, tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước những cử, nghĩa cử, những ân tình, sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bậc cha mẹ học sinh, các cơ quan đoàn thể, các em học sinh dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ngành giáo dục trong ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô giáo, chúng ta yêu nghề giáo và chọn đời chung thủy tâm huyết với nghề. Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng, mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim. Với riêng cá nhân tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình để luôn xứng đáng với thành tích mà nhà trường đã đạt được trong ngày hôm nay. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, giáo dục các thế hệ học sinh thành những người con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội, xứng danh là học sinh trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Giang.